Sau đây sẽ là tiết mục kết thúc chương trình ca 3 của buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời ca sĩ Tô Thu Hà. Sau đây chúng xin phép được gửi tới tất cả quý vị phụ huynh, tất cả các thầy cô có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Một ca khúc tựa đề là Mùa chim én bay ạ. Dạ, rất là mong quý vị có thể nán lại một vài giây phút nữa để chúng ta cùng lắng nghe và kết thúc ca 3 của chương trình biểu diễn ngày hôm nay ạ. Cảm ơn.